Video này giới thiệu một siêu phẩm nghe mấy bác nha. Siêu phẩm à, đã VIP thôi rồi, mọi người coi cần nó này. Đấy, đây, cầm này. Con này thì đắt nha, cái nó không rẻ, coi ra mỏ vịt này. Em sẽ đấu theo ring của nó ra đây luôn. Còn nếu như mọi người đừng có tiếc tiền, em lên chế hai kim cho. Thiệt á, về xài cho nó sướng nha. Đó là mọi người đừng có tiếc tiền. Thiệt á, nếu như con này mà lên chế hai kim nữa thì vô đối luôn. Chứ còn để cái chế này nhiều khi phải dành cho những anh biết xài nha. Đó là em nói thiệt. Chế này còn rất là ngon. Cái cao su này tại sao mà em vẫn sử dụng lại cho hết đèn, hết pin rồi. Cái cao su chỗ đây này nó còn dẻo quẹo luôn. Nó còn dẻo bóp nhẹ nhàng luôn á. Nên tại sao em giữ lại. Đấy, đây này, mọi người coi này. Máy hết pin nha. Thì đây là một em siêu phẩm Sindewa F35. Đấy, rất là đẹp. Tuyệt vời luôn. Thì em vừa nổ lên cho mọi người nghe tiếng máy rồi. Đây, cả em lấy đèn này, bật đèn pin bên đây. Thì giới thiệu sơ qua để mọi người có thể mua ủng hộ Sindewa S35. Con này đắt nha, nó không rẻ đâu. Đấy, chứ nhiều anh đừng có đổ đồng. Con nào tiền nào thì của nấy. Đấy, rõ ràng là vậy rồi. Quan điểm nhất quán của em là hồi giờ nó vậy rồi. Tiền nào thì của nấy thôi. Chứ còn tiền ngon thì máy phải ngon rồi. Đấy. Dây này em sẽ làm lại ràng lại nhé. Em còn một sợi nữa. Đấy, yên tâm là em ràng đủ. Thì dây ga này em đấu nốt. Nếu như mọi người để chế rin thì em đấu nốt. Đấy. Để chế rin này thì em đấu nốt nữa xong. Em sẽ làm cò ga mỏ vịt đồng hàng cho mọi người. Về bóp là khịch khịch luôn đó. Bao vậy luôn. Thì nó còn một cái chân trống nữa. Em bắt nốt nữa. Rồi đấu công tắc nữa. Đấy, ở những cái công việc của bên em. Đấy, chứ còn con này thì nó ngon rồi. Thì giờ em nói mọi người nghe này xem được không nha. Nói rõ ràng quan điểm. Đấy nha. Con máy thì khỏi chê rồi. Đừng nói chuyện chê luôn. Ốc ếch em chưa bắt nốt nha. Hồi hộp đang bán đây. Yên tâm. Đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn. Thì nó cũng em cũng vệ sinh được phần nào thôi. Chứ còn những cái chỗ đây này nó vẫn dơ dơ này. Cần xịt kỹ quá là nó bay luôn, nước sơn nó uổng. Đó là nó thiệt sự là vậy. Rồi ok. Em này y dày. Y xì như thế này. Y vầy nha. Nếu như em đến tay mọi người, em báo ship tận nhà thì là 2,5 triệu đi. Đấy, 2,5 triệu. Rẻ quá. Thôi, và giá đã bán đi. Rồi, còn nếu như mọi người lên chế hai kim thì thêm cho em 150 nữa. Rồi, ok, tùy vào hình thức mọi người mua bán. Rồi, báo giá rồi nha. VIP luôn. Đấy, một bên thì là 2,6 triệu. Còn một bên là 2,5 triệu để im vậy. Và về thì nó thiếu đồ đạc rồi lung tung thì nó cũng con này về nó đủ, nó chỉ thiếu một cái mão trên đấy, cái mão nó đâu quan trọng đâu nha. Đấy, nói trước vậy. Ok thì em chỉ nói vậy thôi chứ bây giờ biết nói được nào giờ, con máy nó đỉnh thì chơi giá cao thôi, tiền nào thì của nấy. Đấy, nó đến giá nó đến 2,6 triệu 2,7 triệu thì con máy nó đã ngon, thấy không? Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Con máy này thì siêu đỉnh. Rồi ok.